xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 13 tháng 2 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc, vận trình công việc của những chủ chuột trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng dậu tỷ tương phá nên người tụ tỷ tiến hành việc gì cũng không được như mong muốn. Còn giáp này phải tự lực cánh sinh, vượt qua mọi thách thức trong công việc mà không tìm được bất cứ sự hỗ trợ nào. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút trở ngại, nhắc nhở người tuổi này cần phải thận trọng, chậm mà chắc, chứ đừng quá nóng vội mà hối hận về sau. Còn giáp này cần thể hiện tình cảm chân thành của mình để tạo sự tin tưởng ở đối phương. Tài chính, vận trình tài lộc gặp may mắn, nhờ có thực thần che chở mà những chú chuột giữ được cho mình sự kiên nhẫn trong các kế hoạch đầu tư. Có người mang tiền bài ra trước mắt. Cẩn trọng, hòa tiểu nhân đeo bám nên làm chuyện gì cũng bị cản trở. Tuổi giáp tỷ, cẩn trọng khi làm việc dễ có tai họa bất ngờ. Tuổi bỉnh tỷ, không cân bằng được giữa phương diện tiền bạc và tình cảm tuổi, mậu tỷ có thể tự mình giải quyết khó khăn mà không cần nhờ đến ai. Tuổi canh tỵ nên thay đổi cách suy nghĩ, không đi theo lối mòn. Tuổi nhầm tỷ không giữ được thái độ ôn hòa với người trong gia đình. Con sổ may mắn số 9, số 47, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi. Dầu sủ chiếu mệnh giúp cho con giáp này có thể an tâm xúc tiễn các kế hoạch của mình. May mắn là con giáp này luôn làm chủ được mọi tình thế, mà nhờ vậy không có việc gì có thể làm khó được bản mệnh. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ giữa tuổi sủ với nửa kia đã chỉnh môi và có thể tỉnh tới chuyện xa hơn nữa tình yêu của cả hai may mắn luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ phía gia đình, bạn bè. Tài chính Vận trình ta lọc do giàu, chất lượng cuộc sống của những chú trâu được nâng cao đáng kể nhờ nguồn thu nhập rụng rỉnh trong ngày. Cẩn trọng, cho nên nhẹ dạ cả tinh mà trao lầm tình cảm cho người không xứng đáng. Tuổi ất sửu ta lộc rụng rỉnh, giải quyết được nỗi lo tài chính. Tuổi đinh sửu vận khí lên cao gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuổi kẻ sửu hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu dồi dào. Tuổi tân sửu nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu hàng ngày. Tuổi quỷ sửu gia đạo êm ấm, tình cảm gia đình hạnh phúc. Con số may mắn số 49, số 13, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần Công việc Phận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Dự đoán con giáp này nhiều khả năng sẽ phải đối diện với những thách thức đặt ra trong công việc do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên không được thảo gỡ kịp thời nên càng khiến cho không khí làm việc thêm căng thẳng. Tình cảm, vận trình tình cảm ổn định. Bên cạnh con giáp này luôn có người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chỉ cần bản mệnh gặp khó khăn gì thì cũng đều tìm được động lực để vượt qua. Gia đình lúc này mang lại cho những chủ hộ khá nhiều cảm hứng để quay trở lại với công việc. Tài chính, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ có chính tài che chở mang tới cho con nhấp này những khoản tiền bất ngờ, còn được quý nhân hỗ trợ một số rụng rỉnh. Cẩn trọng, trở bi quan, chán nạn mỗi khi gặp khó khăn. Tuổi, giáp dân, tài chính, nhiều trở ngại, cẩn thận với chuyện tiền bạc tuổi bình dân đánh mất tài lộc vì mù quảng đâm đầu theo lợi nhuận tuổi mậu dân, cần có một khoản tiền dự phòng lúc cần thiết tuổi canh dân, tình cảm trục trặc khó được yên bình tuổi nhâm dân, nên đặt bản thân vào vị trí của đối phương con sổ may mắn sổ 71 sổ 59 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả, mẫu dậu từ xung nên người tuổi này làm gì cũng không tới nơi tới trốn. Công việc chịu nhiều tác động từ bên ngoài nên nếu không giữ được sự tập trung thì khó lòng có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm kiểm sát Mối quan hệ tình cảm của người tuổi này với nửa kia thường xuyên xảy ra cãi cọ vì nghi ngờ vô cỡ. Ngoài ra các cặp đôi không có nhiều niềm tin ở đối phương nên không giữ được tình yêu của mình trước những sóng gió bất ngờ. Tài chính vận trình tài lộc lên xuống thất thương, bản mệnh có được cuộc sống thoải mái, sùng túc nhờ nguồn thu nhập rụng rỉnh trong ngày. Cẩn trọng, sự bất cẩn trong công việc sẽ gây ấn tượng xấu với những người xung quanh. Tuổi ất mão cần tập trung giải quyết rắc rối trong công việc. Tuổi đinh mão có thể bị cấp trên kiện trách vì thái độ dựng dưng. Tuổi kỹ mẫu thu về khoản tiền đầu tư không nhỏ nhờ sự quyết đoán. Tuổi tân mẫu mạo, mạo hiểm có thể dẫn tới thành công lớn lao. Tuổi quỷ mẫu tình cảm nhiều chuyện buồn vì cái tôi của hai bên quá lớn. Con số may mắn số 4, số 69, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân. Công việc Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Người làm kinh doanh buôn bản có được ngày làm việc vô cùng suôn sẻ, tư duy nhạy bén và nhờ cỏ quý nhân chỉ đường dẫn lỗi mà con giáp này có những bước chuyển mình đáng kể trong công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm vẫn còn duy trì ở mức ổn định. Bản mệnh thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì vẫn luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Con người độc thân tránh nên quyết định vội vàng mà về sau phải hối hận. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng ngay nhị hợp mang lại cho những chú rồng nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Việc dám nghĩ, dám làm sẽ đưa bản mệnh đến gần hơn với thành công. Cẩn trọng, đừng nên chủ quan và bảo thủ với quan điểm của mình, vì không ai là hoàn hảo. Tuổi giáp thân, công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn xuân sả Tuổi bình thân, thời điểm thích hợp để lên các kế hoạch cho tương lai lâu dài tuổi mậu thân, thu nhập ổn định, tài chính không còn là nỗi lo. Tuổi canh thân, cứ cố gắng hết mình, ro sẻ, sớm nhận lại kết quả xứng đáng. Tuổi nhâm thân, nên thẳng thẳng cùng ngồi xuống giải quyết vấn đề. Con số may mắn, số 15, số 53, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi tuất 6. Tứ vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá xuân sẻ. Còn giáp này bắt đầu ngày mới với vô số cơ hội hợp tác và mở rộng quy mô làm ăn. Các kế hoạch đều có sự tiến bộ vượt bậc nhờ có chính quan nâng đỡ, nhưng bản mệnh vẫn nên tập trung vào việc nâng cao vốn tri thức cho mình. Tình cảm, vận trình tình cảm vững sắc, đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hóa giải hiểu lầm và mâu thuẫn đang tồn tại trước đó còn người độc thân có thể mạnh dạn chinh phục người mình cảm mến nhờ cỏ đào hoa vườn che chở. Tài chính, vận trình ta lộc bên ổn, nguồn thu nhập không quá dư dả nhưng cũng không tới nỗi tủng thiểu, người tuổi tỵ có thể bắt đầu tỉnh tới các kế hoạch tiếp theo. Cẩn trọng, sức khỏe là quan trọng nhất nên đừng bỏ qua các vấn đề liên quan tới cơ thể của mình. Tuổi, ất tỵ có nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm tồn tại trong mối quan hệ tình cảm tuổi đinh tỵ có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với người đáng tin cậy tuổi kỷ tỵ tạo dựng được cho mình mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho tương lai tuổi tân tỵ cẩn thận kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở tuổi quỷ tỵ tì, tình cảm nhạt nhòa vì thiếu sự tương tác con số may mắn số 23, số 11, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ. Công việc Vận trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tuổi ngọ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay nên sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cách hành sự của con giáp này chưa được hài hòa cho lắm vì những hành vi sốc nội thiếu suy nghĩ từ người tuổi này. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều vướng mắt Tử vi ngày hôm nay dự đoán con giáp này đang vận quanh với mở suy nghĩ rối bời trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa người tuổi ngọ với nửa kia dễ xảy ra đổ vỡ hơn khi liên tục có sự phá hoại của kẻ tiểu nhân. Tài chính vận trình ta lộc lên xuống thất thường, bản mệnh cần sớm chấn chỉnh lại kế hoạch chi tiêu nếu không muốn rơi vào tình trạng tổn thiếu. Cẩn trọng tâm trạng không tốt ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuổi giáp ngọ tiền bạc rụng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tuổi bỉnh ngọ, tiền mất tật mang vì nhẹ dạ cả tinh. Tuổi mậu ngọ nên chọn hưởng khai trương may mắn cho hưởng là đông nam. Tuổi canh ngọ, tình cảm trục trặc đề phòng kẻ thứ ba. Tuổi nhâm ngọ, đừng để giận dỗi hiểu lầm, phá hoại hạnh phúc. Con số may mắn số 8, số 26, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 8 tới vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của những chú gia trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sanh Con giáp này thể hiện rõ trí thông minh và năng lực trong các kế hoạch đang theo đuổi tuy nhiên việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể vô tình cản trở bước đường tiến thân của con giáp này tình cảm vận trình tình cảm lên bổng xuống trăm tuổi mùi vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn vì sự thăng trầm nội tâm của mình có điều gì thì con nhóc này cũng nên chia sẻ ra để còn người khác hiểu và tìm cách giải quyết cùng bạn. Tài chính, vận trên ta lọc do giàu, cơ hội kiếm tiền bài ra trước mắt và con nhóc này không dễ để nó vượt qua. Cẩn trọng, thời tiết thay đổi thất thường dễ gây ra các bệnh về da, hô hấp. Tuổi, ất môi, ta lọc vượng vận nhờ các khoản tiền thưởng bất ngờ tuổi đinh môi, còn có kế hoạch cụ thể để tài lộc ngày càng sinh sôi. Tuổi kỷ môi, trở nên ngồi không để hưởng thụ nên chăm chỉ làm ăn để có của ăn của để. Tuổi tân môi, không nên ba hoa khoe khoang kẹo có kẻ xấu tìm cách lừa gạt. Tuổi quỷ môi, tình duyên thảm sát đào hoa nở rộ. Con số may mắn số 5 số 67 màu sắc may mắn màu xanh lá quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi còn giáp này có cơ hội tạo ấn tượng tốt với cấp trên nhờ đó mà việc thăng tiến chỉ còn là điều sớm muộn tử vi ngày hôm nay khuyên người tuổi thân cần phải tập trung hơn vào các kế hoạch sắp tới để không bị gián đoạn tiến độ tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc Tụi thân và nửa kia dù bận rộn đến đâu cũng không quên dành cho nhau những khoảng thời gian để quan tâm, chia sẻ. Thân dậu tương hội tạo cho hai bên cơ hội để hâm nóng tình cảm đang có dấu hiệu nguội lạnh. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, các hạng mục đầu tư đều gặp may mắn nên dễ dàng mang về khoản thu nhập rủng rỉnh. Cẩn trọng, sức khỏe có chút vấn đề bất lợi đặc biệt về đường tiêu hóa. Tuổi, giáp thân, có một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự cống hiến hết mình. Tuổi bình thân nỗ lực để giành lấy thành công đạt được mục tiêu. Tuổi mậu thân có thể được cấp trên đánh giá cao với biểu hiện xuất sắc. Tuổi canh thân có cơ hội thăng tiến thu nhập cải thiện. Tuổi nhâm thân chú ý sức khỏe khi thời tiết thay đổi thất thường. Con số may mắn số 9, số 46, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu Công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Dậu dậu tự hình đặt con giáp này với vô sổ các vấn đề phức tạp và áp lực trong công việc. Bản mệnh không giữ được cho mình sự kiên cường, quyết đoán và bản lĩnh cần thiết nên trị tổn công vô ích. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, người độc thân dễ dàng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua những buổi gặp mặt với bạn bè tuy nhiên mối quan hệ có thể tiến xa hơn hay không lại còn phụ thuộc vào yếu yếu tố duyên phận tài chính vận trình ta lọc đi xuống nếu nhanh nhạy giải quyết kịp thời rắc rối thì không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra cẩn trọng có những cản trở trong mối quan hệ tình cảm của con dắp này với nửa kia tội ất dầu tâm trạng bất ổn giải sinh buồn phiền tội tinh dầu đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy tự nhìn ra vấn đề và tìm cách giải quyết. Tôi kỹ giàu có thể bị tiểu nhân gây khó dễ khiến công việc gặp trục trặc. Tôi tân giàu đối mặt với nhiều thách thức nhưng có thể vượt qua khi tin vào bản thân. Tôi quỷ giàu có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Con số may mắn số 2, số 10, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc, vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Các tình mang tới cho con giáp này vô số các cơ hội tốt trong công việc. Người đang theo đuổi con đường công danh hay địa vị có nhận được thành tựu nhất định. Tuy nhiên, đừng bao giờ ngừng cố gắng và ngủ quên trên chiến thắng. Tình cảm, vận trình tình cảm ấm êm và thuận hòa tuổi tuốt với nửa kia có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh nhau. Còn giáp này hãy cứ an tâm tận hưởng những hạnh phúc trong hiện tại vì không phải lúc nào cũng tìm được cảm giác này. Tài chính, vận trình tài lộc có chiều hưởng tăng nhẹ, bản mệnh cần tính toán tới những phương án kiểm tiền tiếp theo để nguồn vốn không bị đóng băng. Cẩn trọng, điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám nên thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh. Tuổi, giáp tuất chuẩn bị tinh thần đối mặt với thị phi công sở. Tuổi Bính Tuất gặp rắc rối vì những lời đồng đoạn đặc điều về bản thân. Tuổi Mậu Tuất ta lọc khởi sắc được hưởng công sức xứng đáng. Tuổi Canh Tuất biết cách đầu tư hợp lý nhờ đầu óc tỉnh toán nhanh nhạy. Tuổi Nhâm Tuất tình cảm êm đềm khi cả hai đều cùng vùng vẹn mối quan hệ. Con sổ may mắn số 20, số 51, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hài công việc vận trình công việc của người tuổi hài trong ngày hôm nay diễn ra có chút phức tạp tác động của hung tin một cách bất ngờ khiến cho con giáp này khó lòng xoay sở kịp thời hơn nữa vì không kiểm soát tốt cảm xúc lẫn các hành vi của bản thân mà người tuổi hoài dễ để lại ấn tượng không hay trong mắt những người xung quanh tình cảm vận trình tình cảm ấm êm viên mãn người độc thân được thúc đẩy nhân duyên nên dễ tìm được người ân ý với mình. Còn những người đã lập gia đình có khoảng thời gian đủ để nhìn lại mối quan hệ hiện tại. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, công việc không thuận lợi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới các dự án kiếm tiền của con giáp này. Cẩn trọng, thái độ chủ quan lơ là sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong công việc. Tuổi ất hài giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ cho tương lai tươi sáng. Tuổi đinh Hải tìm cách phát huy điểm mạnh và đặt ra mục tiêu tham vọng phù hợp. Tuổi kỷ Hải có thể được cất nhắc và được cấp trên khích lệ. Tuổi tân Hải đào hoa vượng sắc tình cảm thấm thiết. Tuổi quỷ Hải người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận yêu thương. Con số may mắn số 19, số 82, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ tội mạo